Đôi nam chính, dấu cộng đầm mặt sách, dấu cộng đầm vạn nhân mê cần cù thành khẩn khẩn cầu người làm công một khi xuyên thành nam phụ pháo hôi trùng tên trùng họ trong vạn người mê văn, khanh giả cả người đều tê dại, bày, an ủi mình coi như sống lại một đời, chỉ cần mình không làm yêu an ổn ổn tu luyện, cũng coi như bù đắp tiết núi sáng sớm năm tối chín hảo hảo hưởng thụ một chút cuộc sống du lịch bốn phương. Chúa ơi, đây là, cái gì, tình huống? Mà Tông Tôn Chủ Chí Tôn Chí Cường lưu ly mắt nhìn chầm chầm khanh giả. Ngươi chỉ có thể thuộc về bổn tọa nguyên vạn người mê nam chủ lâm hành tiên quân, nụ cười ôn nhuận miễn cưỡng. Khanh giả huynh, có thể hay không đừng đẩy ta ra hát tâm nhãn tự biến thái nữ trang đại lão, chậm ung dung lắc chuông. Ngươi tiểu gia hỏa này ánh mắt sinh được rất tốt, bổn các chủ thấy thật là vui mừng mổ tiếu diện hổ tử bệnh kiều, cười lạnh bóp chặt khanh giả cổ. Lúc này đây, ngươi cho dù chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay ta sư tôn nghiêm khắc trầm ổn. Có thể hay không, giống như trước đây. Nhìn hắn không vừa mắt quy mau nhị sư huynh, xả thân bảo vệ hắn như của mạnh miệng bản. Phế vật khanh giả. Sáu thời không thác loạn, vạn vật dây lát. Trong hư vô mờ mịt vô tận chỉ có người nọ làm cho khanh giả có thể cảm nhận được sự tồn tại chân thật của mình. Vô luận ngươi từng là ai, ta chỉ yêu ngươi, vô vị thiên đạo sụp đổ. Chương 1 Khanh giả, khanh giả Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 2 Không quan trọng, ta sẽ nhận sai Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 3 Huyển sinh cảnh duyên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 4 suối lăng phong bên trên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Tới cửa tính sổ sách. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Nghĩ không ra, ta sẽ nhiệt tình học tập. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 ta đi, tu chân giới cũng làm nội quyển A. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 T. Gặp phải lão lục. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Ta thề, tam quan cũng không tiếp tục đi theo ngũ quan chạy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương mười. Mà tôn nguyên lai like dài dạng này à? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.